Minh Đường Tử Vi Hân Hạnh chào đón các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự hạnh thông. Bước sang tháng 10 gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi tháng 10 âm lịch năm 2020 của tuổi Mùi. Tử vi tháng 10 năm 2020 âm lịch. Tuổi Mùi, vận trình đào hoa khoe sắc tin vui tới tấp. Xem tử vi tháng 10 năm 2020 tuổi Mùi âm lịch nhờ bán hợp trợ đào hoa. Đời sống tình cảm của những chú dê rất phong phú, ngọt ngào với nhiều tin tốt lành. Cả tình yêu, tình thân và tình bạn đều êm ả và xuân sẻ. Xem tử vi tháng 10 năm 2020 của 12 con giáp âm lịch, vận trình của người tuổi Mùi trong tháng đinh hợi khá hanh thông và sáng sủa trong khi một số con giáp khác đang phải chật vật nỗ lực thì viễn cảnh trước mắt của những chú dê rõ ràng là thuận lợi hơn nhiều bản mệnh gặp được cục diện bán hợp thái tuế đây là các thần che chở vận khí thúc đẩy công việc tiến triển thuận lợi có quý nhân tương trợ làm đâu thắng đấy lại thêm nguyệt lệnh quan đới bổ trợ con giáp này nhận được sự ủng hộ của tập thể cấp trên tạo điều kiện phát huy tài năng điều này tạo ra động lực để bản mệnh làm việc hăng say đạt thành tích đáng nể nhờ vậy đường thăng tiến khá rộng mở với bạn tài vận trong tháng cũng có nhiều điểm sáng nhờ có thực thần ghé thăm việc kinh doanh buôn bán ở thời điểm này khá lý tưởng khách hàng tin tưởng đơn hàng tới tấp người làm công ăn lương sẽ nhận khoản tiền lương và thưởng lớn xứng đáng với năng lực tuy nhiên bản mệnh cũng nên cân bằng thu chi để tránh thất thoát tài lộc không đáng kiếm được nhiều mà không có kế hoạch tiết kiệm thì tiền bạc như muốn bỏ biển cố gắng bao nhiêu cũng không kiếm xuể đường tình duyên cũng không có điều gì đáng lo ngại khi bán hợp chợ đào hoa đời sống tình cảm của những chú dê rất phong phú ngọt ngào với nhiều tin tốt lành cả tình yêu tình thân và tình bạn đều êm ả và suôn sẻ sức khỏe của bạn cũng khá ổn định chỉ cần chú ý dưỡng sinh bằng thực phẩm và duy trì thói quen luyện tập thể thao thường xuyên thì không có điều gì phải lo lắng có điều, ngũ quỷ hung tinh xuất hiện nhắc nhở con giáp này cần đi đứng, lái xe cẩn thận kẻo gặp tai nạn trên đường di chuyển. Tử vi tuổi mùi tháng 10 năm 2020 âm lịch về phương diện sự nghiệp. Tử vi tháng nhận thấy, người tuổi mùi bước sang tháng 10 năm 2020 âm lịch với rất nhiều tin mừng trên đường công danh sự nghiệp. Cục diện bán hợp mang tới cho bản mệnh tinh thần làm việc hăng say, khả năng sáng tạo được khai thác và phát huy mạnh mẽ hàng loạt ý tưởng độc đáo xuất hiện trong đầu và bạn nhanh chóng chuyển chúng thành những kế hoạch cụ thể chứ không phải chỉ là điều nói suông mà thôi nhờ đó hiệu suất công việc được nâng cao trông thấy hứa hẹn nhiều thành công rực rỡ có thể thấy trong khi một số con giáp khác đang phải chật vật nỗ lực thì viễn cảnh trước mắt của những chú dê rõ ràng là thuận lợi hơn nhiều có quý nhân tương trợ con giáp này làm đâu thắng đấy giải quyết được hầu hết những khúc mắc tồn động đã lâu hơn nữa bạn lại sẵn tính phóng khoáng dễ gần khéo ăn khéo nói nên tạo ra không khí hài hòa vui vẻ với những người làm việc chung nhờ thế mà cách bạn giải quyết vấn đề cũng linh hoạt hơn môi trường làm việc nhờ có nụ cười thường trực mà cởi mở hơn lại thêm nguyệt lệnh quan đới bổ trợ mệnh chủ nhận được sự ủng hộ của tập thể đồng nghiệp hỗ trợ cấp trên tạo điều kiện phát huy tài năng điều này tạo ra động lực để bản mệnh làm việc hăng say đạt thành tích đáng nể Việc bạn có thể thăng tiến trong thời gian tới là có thể khi bạn biết cách chủ động hơn trong công việc. Đừng ngại đưa ra những đề xuất có tính ứng dụng cao mà bạn tự tin rằng có thể sử dụng được. Tuy nhiên, dù đạt được những thuận lợi đó, tuổi mùi cũng không được quá chủ quan có. Nhất là khi tháng này còn có ngũ quỷ hung tinh rình rập, điểm báo tai họa có thể ập đến bất cứ lúc nào, đặc biệt là tiểu nhân ám hại. Kẻ đó có thể phá hoại công sức bạn bỏ ra bấy lâu, cũng có thể tung ra những tin đồn thị phi, bôi đen danh dự của những chú dê. Vì thế, bạn làm gì cũng phải thận trọng, tiến hành từng bước tránh dục tốc bất đạt, cũng như để ý lời ăn tiếng nói, tránh để kẻ xấu kia tìm được điểm yếu của mình mà khiến công sức bỏ ra đổ hết xuống sông xuống bể. Tử Vi tháng 10 năm 2020 tuổi Mùi âm lịch về phương diện tài lộc tin vui là tài vận trong tháng của tuổi mùi cũng có nhiều điểm sáng nhờ có thực thần ghé thăm chuyện hợp tác làm ăn có lợi kế hoạch diễn ra suôn sẻ như dự kiến nguồn lợi nhuận đem về khiến bạn vơi bớt rất nhiều nỗi lo trước đó việc kinh doanh buôn bán ở thời điểm này khá lý tưởng khách hàng tin tưởng đơn hàng tới tấp người làm công ăn lương sẽ nhận khoản tiền lương và thưởng lớn xứng đáng với năng lực nhân cơ hội này bản mệnh có thể nhanh chóng lên các kế hoạch đầu tư tiếp theo để nguồn tiền được dôi dư không ngừng không phải lúc nào thần tài cũng đứng về phía mình nên đừng bỏ lỡ cơ hội làm giàu nhé tuy nhiên có nhiều cơ hội kiếm tiền trong tay không có nghĩa là bạn cứ đâm đầu vung tiền một cách mù quáng hãy bình tĩnh để triển khai từng kế hoạch của mình nhất là khi trong tháng có sự xuất hiện của ngũ quỷ hung tinh thì càng phải thận trọng tránh sai một ly đi một dặm đừng quá tham lam mà ôm đồm tất cả, sức người có hạn không thể nào làm hết mọi việc chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi được. Với người làm công ăn lương thì trong tháng thu nhập chủ yếu đến từ nghề tay trái, bản mệnh sẽ có người giới thiệu cho việc làm thêm. Điều này khiến cho những chú dê trở nên bận rộn hơn hẳn, song bù lại túi tiền cũng dùng rỉnh hơn. Ngoài ra, tuổi mùi cũng nên cân bằng thu chi để tránh thất thoát tài lộc không đáng kiếm được nhiều mà không có kế hoạch tiết kiệm thì tiền bạc như muốn bỏ biển, cố gắng bao nhiêu cũng không kiếm xuể. Tử vi tuổi mùi tháng 10 năm 2020 âm lịch về phương diện tình duyên. Xét về đường tình duyên, chuyện tình cảm của con giáp này có sự chuyển biến tích cực cũng là một điểm sáng trong vận trình tháng 10 năm 2020 âm lịch. Nhờ bán hợp chợ đào hoa, đời sống tình cảm của những chú dê rất phong phú, ngọt ngào với nhiều tin tốt lành. Cả tình yêu, tình thân và tình bạn đều êm ả và suôn sẻ. Tình yêu của các cặp đôi đang đi vào giai đoạn đẹp nhất trong năm. Hai người đã hiểu nhau hơn và cũng biết cách để nhường nhịn đối phương để gìn giữ tình cảm. Nhờ vậy mà mối quan hệ đôi lứa hài hòa, êm ấm. Điều đáng mong đợi đó là trong tháng 10 năm 2020, nhiều cặp đôi sau một thời gian tìm hiểu sẽ tiến tới tính chuyện trăm năm như làm lễ an hỏi, lễ cưới, hoặc tin vui bầu bí, trong thời gian này niềm vui càng được nhân lên khi bạn nhận được sự hỗ trợ và ủng hộ của người thân còn với các bạn độc thân bạn nên chủ động tấn công cơ hội thành công rất cao đấy thời điểm để bày tỏ tình cảm thổ lộ tấm chân tình đã đến hãy chủ động nắm giữ tuy nhiên với các bạn đang trong một mối quan hệ mập mờ hay tình cảm mới chớm bạn cũng nên cẩn thận với các mối quan hệ tiềm ẩn nguy cơ có hại mà bạn không biết đừng quá tin vào những lời ngon ngọt Tử vi tháng 10 năm 2020 tuổi mùi âm lịch về phương diện sức khỏe. Sức khỏe của người tuổi mùi cũng khá ổn định trong tháng này, hầu như không gặp phải vấn đề sức khỏe nào quá nghiêm trọng. Trong mùa thu khô hanh, tuổi mùi nên chú trọng dưỡng sinh để tăng cường sức khỏe. Nguyên tắc dưỡng sinh là dưỡng âm ẩm chống khô hanh, từ đó thúc đẩy khí huyết lưu thông tốt. Có thể kết hợp nhiều hình thức dưỡng sinh, gồm cả ăn uống, thói quen sinh hoạt, vận động, duy trì những thói quen tốt này thì không có điều gì phải lo lắng. Có điều, Ngũ Quỷ Hung tinh xuất hiện nhắc nhở con giáp này cần đi đứng, lái xe cẩn thận kẻo gặp tai nạn trên đường di chuyển. Ngũ hành tương sinh tương khắc trong tháng 10 âm lịch năm 2020 của tuổi Mùi. Tân Mùi, thổ, 25 nam kế đô, nữ Thái Dương tháng này không có chuyển biến về kết hung, nhưng trong chiều hướng tốt đẹp. Nam mạng vận hạn xấu nên cẩn thận trong mọi giao dịch về tiền bạc, có tiểu nhân dòm ngó muốn tranh phản nên giữ gìn các vật có giá trị, tiền bạc tốt đẹp vui vẻ, tình cảm có gặp gỡ. Nữ mạng nếu có dự tính nên thực hiện vì đã có cơ hội tốt và có âm phù dương trợ sẽ thành công, tiền bạc đến tay và tình cảm như ý. Kỷ mùi, hỏa, 37 nam la hầu. Nữ kế đô, Tháng này khắc kỵ nên tránh manh động thực hiện những việc vượt tầm tay nên làm việc cũ việc nhỏ, vì có biến động nên ẩn nhẫn chờ thời cơ tốt, về tình cảm không nên tin người, tiền bạc còn bế tắc. Nữ mạng trong mưu sự tháng xấu vận xấu nên chưa có vận hội tốt, chớ nên thực hiện mà gặp tán tài, tiền bạc không như ý nhưng không quá lo lắng vì có quý nhân phù trợ, tình cảm gia đạo an khang. Đinh Mùi, Thủy, 49 nam Thái Bạch, nữ Thái Âm Nam mạng gặp tháng xấu vận xấu, tháng này tuy không có biến chuyển trong mưu sự, nhưng mọi sự không gặp thuận lợi và tiền bạc vẫn còn chắc trở bế tắc. Tình cảm, gia đạo an vui, nam mạng chớ nên manh động đầu tư công việc quá tầm tay. Nữ mạng gặp may mắn trong công việc nhưng tiền bạc gặp tay giếng thị phi, chớ nên tranh chấp, tình cảm cẩn thận trong giao tiếp chớ quá tin người. Ất Mùi, Kim, 61 nam kế đô, nữ Thái Dương Nam mạng tháng này tốt nhưng vẫn còn xấu, về công việc hay tài lộc tuy có tiến triển nhưng chưa thành công như ý, cẩn thận chớ nên tin người, bởi còn tiểu nhân tranh phản hoặc lợi dụng, trong giao tiếp chớ tin người và giữ gìn vật có giá. Nữ mạng tháng này mọi mưu sự đều hoàn toàn tốt đẹp, có âm phù dương trợ hóa giải hết mọi tai ách tiền bạc như ý. Đề phòng tật bệnh, chớ nên đi xa, đề phòng chân tay có tỉ vết hay rối loạn tiền đình. Quý mùi, mộc 73 nam la hầu nữ kế đô. Tháng này không có chuyển biến về kết hung, và mọi mưu sự sẽ gặt hái thành công như ý. Nam mạng nên cẩn thận trong giao tiếp tránh tranh cãi dù gặp tai tiếng thị phi mà gặp yêu phiền, tài lộc đến tay, tình cảm gia đạo an khang. Nữ mạng có quý nhân giúp đỡ nên không còn khó khăn về tài lộc, công việc thành công như ý, tránh di chuyển nhiều trên tàu bè. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi mùi. 1. Ất mùi, kim, nam thủy diệu. Nữ mộc đức, khẩu quyết, được các thần che chở vận khí, thúc đẩy công việc tiến triển thuận lợi. Quý nhân, hợi, mão. Tiểu nhân, tuất thân. Màu sắc may mắn, nâu, vàng. 2. Đinh mùi, thủy, nam mộc đức, nữ thủy diệu. Khẩu quyết, có quý nhân tương trợ, con giáp này làm đâu thắng đấy. Quý nhân, ngọ, tỵ Tiểu nhân, thìn, tuất. Màu sắc may mắn, trắng, xanh. 3. Kỷ mùi, hỏa, nam vân hán, nữ la hầu khẩu quyết, hợp tác làm ăn có lợi, kế hoạch diễn ra suôn sẻ như dự kiến. Quý nhân, tỵ, hợi. Tiểu nhân, sửu, ngọ. Màu sắc may mắn, xám, cam. 4. Tân mùi, thổ, nam thủy diệu, nữ mộc đức. Khẩu quyết, đào hoa khoe sắc, đời sống tình cảm phong phú, ngọt ngào với nhiều tin tốt lành. Quý nhân, mão, ngọ. Tiểu nhân, tí, thìn. Màu sắc may mắn, cà phê, nâu. 5. Quý mùi, mộc nam mộc đức nữ thủy diệu khẩu quyết chú trọng dưỡng sinh để tăng cường sức khỏe trong mùa thu khô hanh quý nhân mão tỵ tiểu nhân tuất sửu màu sắc may mắn xanh đen cảm ơn các bạn đã theo dõi video chúc các bạn vui vẻ và nhiều may mắn thành công trong tháng mới xin chào và hẹn gặp lại